Mày còn giận tao chuyện hồi xưa hả? Tao với anh Quân bây giờ chuyện ngày xưa với tao không còn quan trọng nữa. Điều tao quan tâm bây giờ là chiến thắng mày trong cuộc tuyển chọn lần này. Dạ em cảm ơn ạ. Anh có thông báo cho tụi em nè. Chính thức trở thành thành viên của Ohio. Cháu vui à? À, và còn một thông báo vui nữa. Anh sẽ là quản lý của tụi em. Trời ơi, vậy là bọn mình phải chung nhóm với nhóm đánh nhà quê đấy sao? Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới lì. Oh no, cái mùi nhà quê của tụi này sẽ bám lên mình. Tao mấy người quá đáng rồi nha. Quá đáng gì? Chung nhóm với mấy người là sự quá đáng với tụi này rồi nghe chưa? Nè, vừa vừa phải phải thôi chứ. Không thích vừa, rồi làm gì nhau? Giờ muốn đánh nhau hay gì? Em không? Tụi em làm gì vậy? Hả? Anh biết một nhóm nhạc nữ mà có tới 10 thành viên như tụi em á thì khó mà tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng mà đó là cái điều mà anh lo lắng nhất và anh chưa bao giờ muốn nó xảy ra với tụi em hết. Tụi em nên nhớ nè, bây giờ mình đã là người chung một nhà rồi, đã là tập thể với nhau rồi, thì mình phải cố gắng cùng nhau phát triển, cùng nhau đi lên. Anh chưa bao giờ muốn cái điều đó xảy ra với tụi em. Và nếu như tụi em muốn giỏi á, việc đầu tiên mà tụi em phải làm là tụi em phải biết yêu thương nhau, giúp nhau phát triển. Tụi em hiểu anh nói gì không? Phiền phức. Chán ghê luôn á. Đã không muốn cãi nhau mà bên kia kiếm chuyện hoài. Ủa mà ở bển là mày ghét mình dữ vậy ta? Tại vì anh Quân nó. Chị Ellie ngày xưa thích anh Quân. Mà anh Quân ý, mà là ngày xưa lại thích chị Nu. Nên là bà ghét lắm. Ôi em đau bụng quá à. Em đi xíu nha. Đợi em nha. Trời. Thôi đợi nó xíu. Ai. Thoải mái quá. Khi em về công ty anh á, em sẽ được tất cả. Ủa? Danh vọng nè. Ai giống chị Ellie vậy ta? Em sẽ thành người nổi tiếng. Nhưng mà... đúng không? Một người Trần Hùng tiêu rồi, sao chị đi với Trần Hùng vậy? Mà tại sao không có cái người nâng đỡ, em không đi đúng hướng, hiểu chưa? Chị Ellie, chị Ellie ơi, chị đừng tin ông ta nha, ông ta lừa gạt chị á. Còn khốn nạn, mày dám lật lọng ăn cháo đá bát với tao hả? Hôm nay mày không thoát đâu. Tụi bay đâu? Bắt nó cho tao. Chị Anh Na, cứu em. Cứu mày. Mày tới số rồi. Hôm nay mày sẽ chết. Tụi bay đâu? Xử nó. Đi ra. Cứu dì Ly đi. Bình tĩnh nè. Mọi người bình tĩnh nghe vậy đó. Ôi, tụi bay làm cái gì vậy? Để mày đưa ra như vậy. Tự đưa. Cái gì? Bắt hết cho tao. Trời ơi.